Đã rồi, hai. Để nói đầu tiên cho em gửi lời chào tới tất cả các anh chị giúp anh chị, cũng như là chúc sức khỏe tới tất cả các anh chị ha. Thì nay em có gã thịt được con máy Mitsu GM231 anh chị ha. Máy thùng vuông nha anh chị. Thùng vuông có đề ha. Đó, máy thùng vuông có đề. Thì áo gió chụp giật này thì em bán rồi anh chị. Mấy món nào em bán rồi thì em sẽ khỏi quay lên video cho nó nhanh thôi anh chị ha. Đó, thì đầu tiên ở đây em có cái lốc anh chị. Lốc tình trạng còn quá là ok luôn nha anh chị. Đó, cái lốc tình trạng còn quá là ok luôn. Thì em quay tới đâu em cũng báo giá cụ thể tới đó nha mấy anh chị ha. Đó mấy anh chị cứ xem hết video cho nó dễ nha mấy anh chị. Đó đừng có xả ha. Em quay tới đâu thì em báo giá cụ thể từng món tới đó hết. Cái lồng anh chị xem nè. Lồng còn khá là đẹp nha mấy anh chị. Đó, hình thức cái lồng còn khá là đẹp nha. Thấy không? Đó. Thì cái lốc này em bán 300 ngàn nha mấy anh chị ha. Đầy đủ nha mấy anh chị. Lốc cặp chân kích bạc đạn Ford không có bê tông nha anh chị, lưu ý nha. Lốc 231 là em bán không có kèm bê tông nha mấy anh chị. Chứ bê tông nó khá là mắc tiền nha mấy anh chị ha. Rồi, cái lốc không 300 ngàn nha mấy anh chị. Kế tiếp thì nắp đít mấy anh chị ơi. Đây, nắp đít. Nắp đít mấy anh chị nhìn mấy con ốc đít của nó nè. Dạ kệ cho mấy anh chị, rất là đẹp luôn mấy anh chị nè. Dạ ốc đít của nó nè. Đó, anh chị thấy không? Vàng hến hết. Thì cái nắp đít này em bán 200 ngàn nha mấy anh chị ha. 200 ngàn là nắp đít nè, cặp đạn nè, phốt, trái ga, hai cái ti thâm nhớt ha, 200 ngàn. Đó, anh chị nào mà chốt nắp đít nè, nắp đít với lốc luôn, em tặng cho mấy anh chị full nhà ốc này nha, nguyên nhà ốc của nó. Mấy con này thì ốc đẹp gì cả 5 ngàn con, anh chị chứ không phải rẻ đâu nha mấy anh chị, ốc zin đó. Đó. Anh chị nào chốt cái lốc với nắp đít thì em tính cho mấy anh chị tặng full cho mấy anh chị luôn, full nhà ốc đít đó ha, 500 ngàn. Là hai món 500 ngàn mấy anh chị, còn lẻ thì cái lốc 300, nắp đít 200. Rồi, kế tiếp là một cây cam anh chị. Cây cam 231 nha. Cam 231. Đó anh chị thấy không? Cam 231 đuôi 25 nè. Còn cực kỳ đẹp luôn nha mấy anh chị, cực kỳ đẹp luôn. Đó, lên màu thép còn luôn nè anh chị xem nè. Đó, cây cam này thì em bán 400 ngàn nha mấy anh chị ha. 400 ngàn chưa bao gồm phí vận chuyển. Rồi. Bên đây thì em có một bộ đề nè mấy anh chị. Bộ đề 231 ha. Đề nè. Bánh chớn nè. Đó, vớt sạc nè, vớt nè. Đó, bánh chớn. Thì giá như cũ nha mấy anh chị ha. Bộ này 550 ngàn nha mấy anh chị. 550 ngàn. Bộ đề 231 550 ngàn. Rồi. Ở đây là có một cái thùng xăng anh chị. Thùng xăng. Thùng xăng 231 ha. Thùng xăng còn cực kỳ đẹp luôn anh chị. Chỉ có một cái nó móp nhẹ đây anh chị ha. Cắn móp nhẹ đây. Như bị cắn móp nhẹ đây không ảnh hưởng anh chị. Nhìn kỹ mới thấy ha. Ở còn lại thì khá là đẹp. Nắp zin. Nắp zin, lục zin còn đầy đủ nha mấy anh chị. Thùng ở trong trắng tươi nha mấy anh chị ha. Thùng ở trong còn trắng sạch sẽ luôn. Đó thì cái thùng này rất là hiếm anh chị. Nó hiếm hơn cái thùng 181 nữa mấy anh chị. Đó, nó bự hơn. Nó hiếm hơn cái thùng 181 nữa. Tại cái thùng này 231 ít khi mà ai mặn thịt lắm. Anh chị nhìn đó ao luôn. Đó cái thùng này em bán 550 ngàn nha mấy anh chị ha. 550 ngàn. Rồi ở đây là một bộ dinh cốt. Một bộ dinh cốt nha mấy anh chị. GM231 nè anh chị thấy không. Nó đóng dấu Mitsu nè. Đó anh chị thấy không, rất là đẹp luôn anh chị, còn siêu ken luôn nha, siêu mới luôn đó, anh chị nhìn cái cốt nè, cốt còn siêu mới luôn anh chị đó. Nguyên bộ này 700 ngàn nha anh chị ha, 700 ngàn đó, anh chị nào làm thì cứ inbox em ha, 700 ngàn. Rồi qua đây thì một trái bê tông GM231, trái bê tông này là hàng siêu đẹp luôn anh chị. Cái này thì da phần nó hiếm là nguyên nhân mấy anh em mới độ mấy anh chị. Mấy anh em mới độ rất là thích ha. Độ máy 6 á, 6 độ 72 á. Cực kỳ thích mấy trái bê tông này luôn. Đây, vậy thấy không? Quá đã. 231. Rồi, thì trái bê tông này mấy anh chị nào làm liên hệ em ha. Trái này 450 ngàn nha mấy anh chị. 450 ngàn. Bạc bọng đầy đủ luôn nè. Rồi, bên đây thì là một cục IC nè. IC. GM231 với mấy anh chị ha. Dây nó khá là dài luôn, lửa mạnh lắm. Đây, đầu chụp nè, đầu chụp đóng Mitsu nè anh chị thấy không? Đó, thì chân còn đẹp nè, chân bọng đẹp nè. Cục này 450 ngàn nha mấy anh chị ha. 450 ngàn, em bao lửa cho mấy anh chị xài thoải mái luôn. Đó, dây khá là đẹp luôn. Rồi, kế tiếp là một cái boe. Boe zin đó nè mấy anh chị ha. Boe zin Mitsu. Siêu đẹp luôn. Quá đã. Như cũ mấy anh chị ha. 200 ngàn, boe 200 anh chị ha. Hôm bữa em đăng boe này nhiều anh chị chốt lắm, hôm nay được cái này anh chị nào chốt thì nhanh nhanh tay hết anh chị.
còn ống hơi luôn nha. Rồi tiếp tục là một bộ bán ga mặt đen còn, hình thức còn khá là ok đó. Bán ga này là gắn cho máy 6 được luôn nha mấy anh chị ha, 7-6 xài chung nha mấy anh chị, gắn cho Mitsubishi 6 ngon lành luôn nha đó, 100.000 nha mấy anh chị. Rồi em cảm ơn mấy anh chị xem hết video của em nha mấy anh chị ha. Rồi em hẹn gặp lại mấy anh chị video khác. Anh chị nào có ưng món nào đó cứ liên hệ trực tiếp em qua Zalo hoặc số điện thoại em sẽ để góc trái màn hình nha mấy anh chị.